Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài, kiêm hướng dẫn viên của quý vị đến với những điều thú vị của thế giới sinh vật cổ đại. Chúc quý vị một buổi tối tốt lành và có những giây phút thoải mái trong chuyến đi cùng Mê Khủng Long TV. Trong video câu chuyện khoa học lần trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu câu chuyện của kỳ lân Magdeburg, một bài phục dựng lỗi có từ thế kỷ 18 và sau đó nhờ một dòng tuyết mà trở nên nổi tiếng khắp thế giới sau một đêm. Và thú vị thay, kỳ lân Magdeburg không phải là phiên bản phục dựng lỗi duy nhất trở nên nổi tiếng trong lịch sử. Điều trớ trêu hơn nữa là bản thân sinh vật bị phục dựng lỗi đó trước đây vốn chẳng hề được công chúng quan tâm hay tìm hiểu, gần như chìm nghỉm trong kho kiến thức của nhân loại, thì sau khi bản phục dựng lỗi bị phát hiện, chúng lại trở thành một hiện tượng được người đời trầm trồ tán thưởng. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một trường hợp như thế, một con cá sống cách chúng ta hơn 470 triệu năm, được phát hiện và công bố vào cuối thập niên 1980 của thế kỷ trước, nhưng phải đến năm 2022 chúng ta mới biết đến sự tồn tại của nó nhờ một bản phục dựng lỗi. Đó chính là Sacabam barbatus. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Bốn trăm bảy mươi triệu năm trước, đó là thời kỳ mà chúng ta gọi là kỳ Ordovic. Kỳ Ordovic là kỳ kế tiếp của kỳ Cambri, bắt đầu khoảng 485,4 triệu năm trước và kết thúc vào khoảng 443,8 triệu năm trước. Thời điểm này thì sự sống vẫn đang trong quá trình bùng nổ dưới đại dương sau những gì đã xảy ra trong kỳ Cambri với sự chiếm ưu thế của các loài nhuyễn thể và chân đốt. Trong khi đó, những thực vật trên cạn đầu tiên đã hình thành, có lẽ tiến hóa từ tảo xanh. Các loài cá vẫn tiếp tục tiến hóa để chiếm một vị thế cao hơn so với kỳ Cambri, trong đó có những loài cá có hàm đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện vào cuối kỳ Ordovic. Tuy nhiên, các loài cá không hàm vẫn có một số lượng đông đảo, trong đó có nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Sacabam barbatus. Ngày đó, trên đất gần như chỉ có một lục địa lớn, hay còn gọi là siêu lục địa duy nhất, đó là Gondwana. Dọc theo rìa lục địa này ở những vùng nước cạn thì có những hệ sinh thái đã tương đối phong phú với động vật tay cuộn, động vật chân khớp, động vật chân đầu và cá. Tung tăng trong làn nước tương đối dễ chịu của giai đoạn giữa kỳ Ordovic, có một giống cá mà ngày nay chúng ta gọi là Sacabam barbatus. Thật ra thì Sacabam barbatus không phải là một cái tên quá đối mới mẻ của ngành cổ sinh vật học. Những hóa thạch đầu tiên của giống cá này đã được người ta khám phá vào thập niên 1980 của thế kỷ trước tại ngôi làng có tên là Sacabamba ở tỉnh Cochabamba của nước Bolivia. Các nhà cổ sinh vật học đã nghiên cứu và chính thức công bố rằng những hóa thạch này thuộc về một loài cá không hàm chưa từng biết đến có niên đại 470 triệu năm và họ đã đặt danh pháp cho nó theo tên ngôi làng nơi tìm thấy hóa thạch, kết hợp với chữ aspis, có nghĩa là kim chắn, nhằm chỉ những tấm phiến bao bọc cơ thể của con cá này. Do đó chúng ta có danh pháp khoa học là Sacabam barbatus, nghe khá là gì và này nọ. Tại địa điểm khai quật thì các nhà khoa học đã phát hiện đến 30 mẫu vật Sacabam barbatus khác nhau, tập trung trên một diện tích rất nhỏ. Lý giải cho hiện tượng này thì các nhà khoa học tin rằng đó là một cái chết tập thể, có thể là do một cơn bão lớn đã đưa quá nhiều nước ngọt từ các sông suối trong đất liền ra khu vực biển nông, đúng chỗ mà anh chị cá Sacabam barbatus hay tụ tập để ăn nhậu và tâm sự. Ngoài ra thì người ta còn tìm thấy hóa thạch rất có thể là của những loài khác cùng chi Sacabam barbatus, dù vẫn chưa xác định cụ thể là loài nào ở nhiều quốc gia khác tại những nơi từng là rìa lục địa Gondwana, chẳng hạn như Úc, Argentina và Oman. Phát hiện ở Oman thậm chí còn chứng minh rằng Sacabam barbatus, bất chấp ngoại hình có vẻ nhỏ bé và vô hại của nó lại cực kỳ thành công với phạm vi phân bố rất rộng, không chỉ giới hạn ở phía nam siêu lục địa Gondwana mà còn mở ra cả những phía khác. Dựa trên hóa thạch thì các nhà cổ sinh vật học ước tính Sacabam barbatus dài khoảng 25 cm, hoặc nếu các bạn là fan của truyện Harry Potter có thể quy đổi chiều dài của Sacabam barbatus ra inch cho dễ nhớ, 93/4 inch. Hình dạng của Sacabam barbatus thì lại dễ khiến chúng ta liên tưởng đến những con nòng nọc khổng lồ. Ý tôi là nòng nọc này chứ không phải nòng nọc kia đâu nha. Vì chúng có cái đầu hơi quá khổ, thân thì lại hơi bền bẹt, cái đuôi ngoe ngậy và không có vây lưng, vây bụng hay vây ngực gì cả. Không giống như các loài cá hiện nay thì cặp mắt của chúng được đặt hoàn toàn ở phía trước đầu, hướng về phía trước trông giống như đèn pha xe hơi. Ở chính giữa khuôn mặt của Sacabam barbatus lại là hai cái lỗ mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, kết hợp với cặp mắt và cái miệng lúc nào cũng há hốc ra vì không có hàm, sẽ tạo thành một khuôn mặt khá là hoang mang ngơ ngác, giống như thể nó vừa chứng kiến chuyện gì kinh hoàng lắm vậy. Và như cái tên đã chỉ ra, phần đầu của Sacabam barbatus được bảo vệ bởi tấm phiến lưng khá lớn, cong lên thành một đường gờ nhẹ ở chính giữa và một tấm phiến bụng cong sâu xuống dưới. Phần giáp đầu này được trang trí bởi những nốt sần hình lá xoài hoặc giọt nước khá đặc trưng.
Nối giữa tấm phiến trên và tấm phiến dưới bao bọc phần đầu là những tấm phiến mang, bao phủ khu vực mang của con cá. Phần còn lại của cơ thể sau giáp đầu được bao phủ bởi những cái vảy dạng dây đai. Phần đuôi của Sacabambatbis được tạo thành bởi những màng da khá lớn cùng một thùy kéo dài. Cấu trúc đuôi này khác biệt so với cấu trúc đuôi dạng đối xứng của các loài cá thuộc phân lớp Heterostraci, cũng là cá không hàm thuộc lớp Ptera Spidomorphi. Và đương nhiên là chúng ta không thể quên cái miệng của Sacabambatbis. Chúng là cá không hàm, nghĩa là dù có miệng nhưng chúng lại không có hàm trên, hàm dưới có khả năng cử động được. Thế nên cái miệng của con cá này phải mở 24/24. Để bù lại cho việc không có hàm và hỗ trợ nuốt mồi dễ dàng hơn, phần dưới miệng của Sacabambatbis có khoảng 60 phiến dài và mảnh, nhiều khả năng có thể cử động được để tăng thêm lực hút miệng cho Sacabambatbis. Ngoài ra thì để săn mồi hiệu quả cũng như để phòng chống những kẻ săn mồi, chúng có lẽ đã sở hữu cấu trúc cảm biến gọi là cơ quan đường bên, vẫn hiện diện ở các loài cá hiện đại ngày nay. Dù chúng phát hiện những chuyển động trong nước, dù chúng biết được chuyển động đó đến từ đâu và còn cách bao xa. Ok, về cơ bản thì Sacabambatbis là một con cá cổ đại đã tuyệt chủng, không to lớn cũng chẳng đáng sợ. Đã được công bố từ năm 1986 và gần như chiêm nghiệm giữa vô vàn giống loài khác, có thể thậm chí còn chẳng ai biết nó tồn tại trong suốt hơn 3 thập niên vừa qua, ngoài trừ các nhà khoa học. Vậy mà giờ đâu anh bạn này trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây. Đây mới là chuyện thú vị. Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, một người dùng Twitter tên là Kat Turk, trong khi viếng thăm bảo tàng lịch sử tự nhiên Phần Lan ở Helsinki đã trông thấy một tiêu bản hết sức thú vị, một con cá với đôi mắt trố cùng cái miệng như đang nở một nụ cười gượng gạo, tạo thành biểu cảm vô cùng khó đỡ. Kat viết ngắn gọn kèm tấm hình, chết cười. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý với hơn 100.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Một năm sau thì đến lượt các anh Nhật Bản vào cuộc và nâng tầm cái sự viral của tiêu bản Sacabambatbis Phần Lan lên một tầm cao mới. Một tạp chí trực tuyến của Nhật chuyên viết về các động vật thú vị là Epinesis đã xuất bản bài viết về mô hình này cùng một bài đăng trên Twitter, thu hút hàng trăm nghìn lượt thích. Ứng dụng tin nhắn được người Nhật ưa dùng là Line còn làm nguyên một bộ sticker cho mô hình này bên cạnh hàng nghìn meme và fan art do người dùng tạo ra. Họ còn phiên âm sang tiếng Nhật tên của Sacabambatbis là Sacabambabisu, trong đó Saka là dốc nghiêng, Ban là xe thùng, Basu là xe buýt và Pisu là peace, tức hòa bình. Từ một con cá gần như vô danh thì chỉ trong 2 năm, nhờ bản phục dựng ở Phần Lan, Sacabambatbis đã trở thành cái tên nổi tiếng được nhiều người yêu thích, thậm chí còn có phiên bản thú nhồi bông cho các bạn thích cái sự cute khó đỡ của nó. Cái sự cute này trong tiếng Nhật gọi là Yuruchara, thường dùng để chỉ các linh vật dễ thương nhưng có thiết kế đơn giản. Người ta còn sáng tác một bài hát vui nhộn về Sacabambatbis bằng tiếng Nhật và bài hát này còn được dịch sang tiếng Việt luôn nha. Các bạn có thể tìm và xem trên YouTube. Nói gì thì nói, trên thực tế thì mô hình Sacabambatbis ở Phần Lan là một bản phục dựng không chính xác về mặt khoa học. Nhưng khoan hãy vội chia trách mà trước tiên, hãy tìm hiểu câu chuyện đằng sau. Theo tìm hiểu của tạp chí Epinesis của Nhật, tác giả của mô hình là nhà cổ sinh vật học nữ người Estonia Enga Markurik. Bà là một nhà cổ sinh vật học, nhưng thực chất không hề có kinh nghiệm tạo ra mô hình các sinh vật cổ. Dù vậy thì vào năm 1994, bảo tàng cần tổ chức một cuộc triển lãm về cổ sinh và do không có ai khác đảm nhận việc tạo ra các mô hình, bà Olga buộc phải đảm đương luôn việc này. Kinh phí dành cho việc tạo các mô hình thấp đến nỗi, bà Olga phải mua nguyên vật liệu từ các cửa hàng giá rẻ. Đôi mắt của Sacabambatbis được tạo ra từ đôi mắt đồ chơi mà người ta thường gắn lên các con búp bê rẻ tiền, và đa phần các mô hình này được tạo thành từ xốp. Nếu bạn thấy chỉ Sacabambatbis chưa đủ cho bạn bị quá tải sự dễ thương, thì hãy xem thêm mô hình của Psamolepis của cùng tác giả. Bà Olga sinh năm 1928 và qua đời vào năm 2016. Khi thực hiện những mô hình này thì bà đã bước vào độ tuổi U70, vì thế tâm huyết của người phụ nữ này thật sự đáng nể. Và cũng chính nhờ những mô hình dễ thương chưa chuẩn khoa học đó, mà những sinh vật cổ ít tên tuổi như Sacabambatbis lại được biết đến nhiều hơn, cũng giống như cái cách mà những phiên bản T-Rex chưa chuẩn khoa học trên phim ảnh hay truyện tranh khiến cho một thế hệ trẻ em say mê sự sống cổ đại. Và đến khi thế hệ này trưởng thành thì chính họ sẽ có những khám phá mới khiến chúng ta hiểu đúng hơn về những sinh vật đó. Còn những mô hình như Sacabambatbis kia sẽ trở thành một phần của lịch sử. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và đừng quên theo dõi các video trong tương lai các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.